điện thoại cho thầy đó, thầy thấy bỏ bé cho cổng chùa ra gì vậy? Như là nó hỏi tôi là những hỏi gì mà mình đi lớn có đứa bình thường, có đứa là bệnh mẹ. Cười lên, cười, ừ đúng rồi, nhe răng ra, ơi cười giống hay nhắc ma con, cười lên, dễ thương, cười to lên nào, to lên, cười lại cái này, cười to lên, dễ thương, không cung cơ biết không, không biết. Con thương con nghe, con thương cô không? Con thương con không? Thương không? Không có miếng nữa ai? Không có nữa ai? Đây, đi vô nè. Vậy đó là từ sáng sớm bỏ 4-5 giờ sáng hoặc là 11-2 giờ khuya nữa.